Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Ngày 19 tháng 4 vừa rồi, dự án kỷ niệm 30 năm thương hiệu phim Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers Once and Always đã chính thức được phát sóng trên nền tảng Netflix. Nội dung và chất lượng của tập phim kỷ niệm này đã trở thành một đề tài bàn tán khá sôi nổi trong cộng đồng fan thời điểm đó. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình đánh giá bộ phim này nhé! Trước tiên, như thường lệ sẽ là một vài thông tin cơ bản nhất xoay quanh bộ phim này. Như đã nói ở trên, Mighty Morphin Power Rangers Once and Always là dự án kỷ niệm 30 năm thương hiệu phim Power Rangers, có thời lượng 55 phút do Hasbro sản xuất, phát sóng trên Netflix vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Phim được viết kịch bản bởi Becca Barnes, Alwyn Dell, đạo diễn bởi Charlie Haskell. Phần âm nhạc trong phim vẫn do gương mặt huyền thoại đã gắn bó với thương hiệu Power Rangers từ thuở sơ khai biên soạn, Ron Wasserman. Giờ chúng ta bước vào tìm hiểu cốt truyện của bộ phim nhé. Sơ lược một chút về giai đoạn năm 1993, Mighty Morphin Power Rangers bắt đầu sau sự cố mụ phù thủy độc ác Rita Repulsa được giải thoát khỏi Space Dumpster. Thực thể ngoài hành tinh mang tên Zordon cùng người máy hỗ trợ Alpha 5 đã chiêu mộ 5 thiếu niên khẳng khái trở thành Power Rangers để chiến đấu bảo vệ cho trái đất. Ở cuối phần Power Rangers in Space, khi thế lực tà ác quá lớn mạnh, áp đảo các Power Rangers và gần như đã giành được chiến thắng, Zordon không còn lựa chọn nào khác, phải tự hy sinh bản thân mình. Làn sóng Z-Wave của ông được giải phóng khắp muôn nơi, thanh tẩy cái ác trên khắp vũ trụ. Quay trở lại với Once and Always, phim lấy bối cảnh vào năm 2022 khi Billy Cranston cố gắng tìm cách để hồi sinh Zordon bằng việc tìm kiếm và tập hợp các phân tử còn sót lại của ông trên khắp vũ trụ. Không may thay, trong nỗ lực tìm kiếm ấy, phần tàn dư tà ác còn sót lại của mụ phù thủy Rita Repulsa đã nhân cơ hội đổ bộ Command Center, chiếm hữu thân xác của Alpha 8 và trở thành Roborita. Billy một mình đối đầu với Roborita, sau đó được những người đồng đội kịp thời ứng cứu lúc anh nguy cấp. Nhìn thật trớ trêu, vì bảo vệ cho Billy khỏi đòn tấn công chí mạng của Rita, Trini đã không may qua đời. Rita sau đó rút về chiều không gian tối, The Dark Dimension. Trini hiện tại là mẹ đơn thân. Cô sống chung với người con gái duy nhất của mình là Minh Quan. Đây có lẽ cũng chính là vấn đề lớn nhất mà các Rangers sẽ phải đối mặt, bởi người thân duy nhất của cô bé này đã qua đời. Jack sau đó phải chuyển tới sống cùng Minh, thay thế Trini ở bên cạnh nuôi dưỡng, bảo ban cho cô bé. Một năm sau, Roborita trở lại, thực hiện âm mưu bắt cóc các Rangers, rút năng lượng từ họ để vận hành cỗ máy thời gian, đưa ả về quá khứ tiêu diệt những chiến binh trẻ tuổi trước khi Zordon trao cho họ sức mạnh. Jason, Kimberly và Tommy đã bị ả ta bắt giữ. Không chỉ vậy, Rita còn phát minh ra máy dò năng lượng. Bất cứ khi nào có Rangers biến hình, ả sẽ truy ra vị trí của họ và ngay lập tức tới đột kích. Do đó, ngay cả những chiến đội Rangers khác cũng bị vướng vào cuộc tập kích này. Jack và Billy hiện đứng trước mối nguy đáng báo động hơn bao giờ hết. Mặt khác, Minh Quan ngày đêm luyện tập để kế thừa di sản mẹ mình để lại, nuôi mộng báo thù mụ phù thủy Rita. Jack và Billy phải bảo vệ cho cô bé khỏi những mối nguy, cũng như chỉ cho cô về tinh thần chính nghĩa, cách để thực sự kế thừa nguồn sức mạnh và trách nhiệm to lớn mà mẹ cô đã để lại. Nhìn chung, cốt truyện của Mighty Morphin Power Rangers Once and Always đi theo hướng tuyến tính khá dễ hiểu, mạch lạc, dễ theo dõi. Xét ở phương diện bề nổi, bộ phim không có quá nhiều nút thắt và cao trào. Ngược lại, còn khá dễ đoán, khi nó vẫn bám theo mô típ cổ điển vốn có của mỗi tập phim Power Rangers. Ban đầu, kẻ ác chiếm ưu thế, sau đó các chiến binh đồng lòng hợp sức với nhau để giải quyết vấn đề, một lần nữa giải cứu thành công thế giới. Xong, thứ khiến cho Once and Always trở nên ấn tượng không nằm ở phần bề nổi ấy, mà nằm ở chiều sâu về mặt cảm xúc mà nó đem tới cho khán giả, cũng như sự tri ân đúng mực dành cho những giá trị, những di sản vốn có kéo dài suốt 30 năm qua của thương hiệu phim Power Rangers. Power Rangers đi theo lối chính nghĩa thuần túy của một người hùng, luôn dạy ta ở những bài học về sự cao thượng, trượng nghĩa, biết xả thân hy sinh vì người khác, biết gạt bỏ những cái tôi cá nhân để làm điều tốt đẹp và to lớn hơn. Nhưng không chỉ vậy, phim xoáy sâu hơn vào mặt tối đằng sau công việc bảo vệ trái đất đầy hào nhoáng ấy. Đó là sự mất mát, hy sinh. Không còn là chính nghĩa tất thắng nữa. Lần này, một Rangers đã thực sự ngã xuống. Những người còn sống, loay hoay trong tuyệt vọng, tìm cách sửa chữa những sai lầm mà bản thân đã gây ra. Đặc biệt khi nó liên lụy trực tiếp tới những người vô tội, vô tình bị kéo vào trong cuộc chiến. Phim khắc họa mặt trái đầy trần trụi, đằng sau sự luyến tiếc, vấn vương những điều đã mất của con người. Tai họa ập tới chính bởi Billy đã quá khao khát muốn tìm lại Zordon, tìm lại người thầy đã mất năm xưa của mình, để rồi vô tình mở đường cho cái ác thuần túy nhất quay trở lại. Vấn đề trong phim phát sinh
cũng bởi mình quá ám ảnh với việc trả thù cho mẹ, tự đẩy bản thân vào vô vàn những rắc rối. Từ đó, phim đem tới cho ta một thông điệp khá trực quan, rằng đôi khi buông bỏ mới thật sự là cách giải thoát tốt nhất cho bản thân. Dù cay đắng và tàn nhẫn như vậy, nhưng để thực sự đứng vững trước những mất mát, ta phải học được cách chấp nhận, vượt qua và tiếp tục sống. Về phần nhân vật, để đảm bảo thời lượng phù hợp cho video lần này, chúng mình sẽ chỉ đào sâu 4 nhân vật là Jack, Billy, Ming và Roborida. Đầu tiên là Billy, vốn là bộ óc thiên tài của cả đội. Hiện tại, anh vận hành công ty Creston Technologies, đồng thời xây dựng căn cứ chỉ huy mới ngay phía bên dưới trụ sở công ty mình, nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các Rangers trong trường hợp cần thiết, đồng thời là nơi giúp anh nghiên cứu, tìm cách để hồi sinh cho Zordon. Billy ý thức rất rõ được sai lầm của mình khi vô tình khiến một phù thủy độc ác Rita Repulsa sống lại. Nghiêm trọng hơn khi sai lầm ấy khiến anh mất đi một người bạn tri kỷ. Suốt cả tập phim, Billy luôn tự dằn vặt bản thân và tìm cách sửa chữa những sai lầm. Anh cũng phải học cách để đối diện với Minh trước những lời đay nghiến, trách móc của cô bé. Xong, anh cũng chính là chìa khóa then chốt để giải quyết vấn đề về Roborida. Tất cả những chiến lược và kế hoạch để phá bỏ âm mưu độc ác của ả ta đều do một tay Billy lên ý tưởng. Thông qua bộ phim này, vai trò của Billy được chú trọng và nhấn mạnh nhiều hơn như một người đội trưởng mẫu mực của nhóm Rangers trong tình thế khó khăn và ngặt nghèo nhất, khi cả Jason và Tommy đều đã bị bắt giữ. Về phần Jack, hiện anh đang là nghị sĩ quốc hội. Ngay thời điểm Trini qua đời và Minh biết được sự thật, Jack đã chuyển tới sống cùng với cô bé, thay thế Trini trở thành người thân bên cạnh Minh. Hình tượng người cha của Jack được khắc họa rất đẹp, nghiêm khắc nhưng cũng đầy thấu hiểu, gần gũi. Anh hiểu rõ những khó khăn, những cú sốc tinh thần mà một cô bé tuổi teen như Minh đã phải trải qua. Giống như Zordon khi xưa từng chỉ dẫn cho những đứa trẻ khờ dại, lạc lối, Jack chỉ cho Minh biết về giá trị thật sự của một Ranger là sự cao thượng, xả thân quên mình vì người khác, gạt bỏ đi những suy nghĩ ích kỷ cá nhân, những khao khát trả thù để chiến đấu vì những điều tốt đẹp. Có thể nói, Jack không chỉ là một chỗ dựa tinh thần không thể thay thế của Minh, mà còn là kim chỉ nam, là la bàn đạo đức giúp cho cô nhóc bồng bột ấy không trở nên lạc lối. Về phần Minh, một cô nhóc tuổi teen đối đầu với cú sốc tinh thần lớn nhất đời mình. Có thể với nhiều bạn, Minh hiện lên không mấy thiện cảm. Một cô nhóc bồng bột, sốc nổi, buông lời lẽ cay nghiệt với người lớn, tự kéo mình vào hết rắc rối nọ tới rắc rối kia. Nhưng cá nhân mình nghĩ, đó chính là những nét tính cách đặc trưng nhất cần có ở một thiếu niên, ở cái tuổi nổi loạn mà ai cũng đã phải một lần trải qua. Ưu điểm mà Minh sở hữu là kỹ năng chiến đấu, là sự gan lì, bất khuất, không né tránh hiểm nguy, không chạy trốn khỏi nghịch cảnh. Cái cô bé cần học chỉ là cách đúng đắn nhất để kế thừa những di sản mà mẹ mình để lại, cách để chấp nhận và vượt qua nỗi đau, buông bỏ lòng hận thù. Ngoài ra, đội hình các Rangers còn có sự trở lại của Rocky, Adam, Aisha và Kat, các Mighty Morphin Power Rangers thế hệ thứ 2, được triệu tập tới thông qua giao thức Pandora. Tuy nhiên, vì là thế hệ 2 nên các nhân vật này không được phim khai thác nhiều, vai trò của họ trở nên khá mờ nhạt. Về phần mụ phù thủy độc ác Rita Repulsa, khi xưa làn sóng Z-Wave đã biến ả ta trở thành người, giải phóng những phân tử tà ác ra ngoài không gian. Ả tìm được đường quay trở lại thông qua nghiên cứu của Billy, chiếm quyền kiểm soát Alpha 8 và trở thành Roborida. Roborida là kẻ phản diện có đầu óc và vô cùng tàn nhẫn. Ả tự mình lên kế hoạch báo thù rất tỉ mỉ, công phu. Ả không ngần ngại xuống tay với bất kỳ kẻ nào ngắn đường mình. Âm mưu của Rida là bắt giữ các Rangers, tận dụng nguồn sức mạnh của họ để vận hành cỗ máy thời gian, đưa ả ta về giai đoạn những năm 90, truyền thụ kinh nghiệm đã tích lũy cho bản thân khi xưa, cùng nhau thống trị vũ trụ, tiêu diệt các Rangers trước cả khi Zordon kịp lựa chọn và trao sức mạnh cho họ. Để thực hiện dã tâm này, ả còn nâng cấp hai tên thuộc hạ khi xưa là Sinizard và Minotaur trở thành Robo Sinizard và Robo Minotaur. Kế hoạch của Rida nhìn chung khá hoàn hảo và bài bản. Chỉ tiếc vào mạch cuối phim, ả ta quá tự tin đắc thắng, để lộ rất nhiều sơ hở, khiến các Rangers có cơ hội lật kèo vào những phút cuối. Nhìn chung, dàn nhân vật trong Once and Always được xây dựng và khai thác khá tốt, vừa giữ được tinh thần vốn có, vừa phát triển bản thân họ trở nên ấn tượng và thu hút hơn. Cá nhân mình đánh giá cao nhất sự trưởng thành của Jack và Billy. Hai thiếu niên khẳng khái khi xưa đã thực sự trở thành những người cha, người chú, người thầy, dẫn dắt cho lớp trẻ kế thừa sức mạnh và sử dụng nó cho những điều tốt đẹp. Tất nhiên, không thể không dành lời khen ngợi cho diễn xuất của hai nam diễn viên là Walter Jones và David Joss,
khi đã đem đến cho khán giả phiên bản Jack và Billy không thể tuyệt vời và hoàn hảo hơn, gần gũi và đời thường, với đầy đủ những hỉ, nộ, ái, ố, dễ dàng chạm tới cảm xúc của khán giả. Xét ở khâu hành động, cá nhân mình đánh giá chỉ đạo võ thuật của phim chỉ dừng ở mức tạm ổn. Những phân cảnh chiến đấu vẫn có những động tác nhào lộn đặc trưng của thương hiệu Power Rangers. Những tuyệt kỹ tiêu biểu của những thành viên trong nhóm như cú đá xoay vòng của Rocky, Hip Hop Kido của Jack hay đường lang quyền của Ming và Chini đều được đưa vào phim. Song, phân cảnh chiến đấu trên Moon Palace ở cuối phim được thực hiện không ổn cho lắm. Động tác ra đòn đơn điệu, chậm chạp để lộ nhiều kỹ thuật Cascader. Các góc máy tĩnh và động trong phim được vận dụng tương đối ổn, đặc biệt trong các phân đoạn hành động, tăng sự kịch tính cho phim nhưng cũng không gây chóng mặt cho khán giả. Vấn đề gây tranh cãi nhất của bộ phim có lẽ tới từ khâu kỹ xảo. Xét về phần ưu điểm, những phân cảnh iconic, giàu tính biểu tượng nhất như Morphin Sequence hay Megazord Sequence đều được làm rất tốt và chỉn chu, hoàn toàn khơi gợi lại được tinh thần vốn có của bộ phim. Mình đã thật sự sởn da gà khi xem phân cảnh các dinosaur xuất hiện và hợp thể với nhau dưới chất lượng của đồ họa tân tiến. Từng cỗ máy riêng lẻ được chăm chút chi tiết khá tỉ mỉ, cẩn thận, thể hiện chất liệu rất tốt. Song, kỹ xảo trong những cảnh biến hình nhanh, những pha ra đòn, những chiêu thức đặc biệt của nhân vật lại khá đơn điệu, không được đẹp mắt. Đặc biệt nhất phải chê là tạo hình của Dino Megazord. Quả thực, dàn do chỉ đẹp khi đứng riêng lẻ. Cảm xúc như đang từ trên mây tụt thẳng xuống lòng đất khi con Megazord bắt đầu đứng dậy và di chuyển. Tỷ lệ cơ thể bị sai rõ ràng, tương quan đầu, thân, tay, chân không hề hợp lý một chút nào. Phần chuyển động cơ thể bị đơ cứng, giả chân, không thể hiện được chất đồ sộ, cơ khí của một cỗ máy khổng lồ. Giải đáp thắc mắc của một số bạn, tại sao đoàn làm phim không sử dụng phục trang vốn có của Daijujin hay Dino Megazord vào phân cảnh này? Thì Simon Bennett, người điều hành sản xuất bộ phim đã chia sẻ trên Twitter rằng họ không đủ diện tích phim trường và kinh phí để tái hiện lại bề mặt của mặt trăng, đồng thời không có đủ thời gian để quay các phân cảnh hành động trực tiếp nên đã phải nhờ tới sự can thiệp của kỹ xảo. Ngoài ra thì việc bố trí chỗ ngồi của các Rangers trong buồng lái Megazord khiến mình không hài lòng khi để Blue ngồi giữa. Trong khi đó, Red, người luôn đảm nhận vị trí trung tâm, lại phải ngồi ở một góc phía sau. Sự sắp xếp kỳ quặc này cũng không còn quá xa lạ khi chúng ta đã từng chứng kiến nó trong Mighty Morphin Power Rangers The Movie năm 1995. Về phần âm nhạc, phim vẫn được soạn nhạc bởi Ron Wasserman, một cái tên huyền thoại đứng sau thành công của vô vàn những ca khúc lẫy lừng được sử dụng trong Power Rangers giai đoạn Jordan Era, đặc biệt là của Mighty Morphin Power Rangers. Chính bởi phim được soạn nhạc bởi người đã từng gắn bó và hiểu bộ phim nhất, nên những giá trị vốn có của Mighty Morphin Power Rangers vẫn được tái hiện một cách đầy đủ, chân thực và giàu cảm xúc. Đặc biệt, khi ca khúc Go Go Power Rangers được cất lên ở đầu và cuối phim, chúng ta như được sống lại cả một thời tuổi thơ với sự phấn khích tuyệt vời khó có thể diễn tả thành lời. Đặc biệt hơn, ca khúc Down the Road được phát lên trước cảnh credit của phim thực sự là một khoảnh khắc vàng chạm tới cảm xúc của những khán giả đã từng và luôn yêu mến Mighty Morphin Power Rangers. Ca khúc như một kỷ niệm đẹp, một khoảng lặng bình yên để mỗi chúng ta cùng nhìn lại, nhìn về lịch sử 30 năm tồn tại và phát triển của loạt phim Power Rangers, để thêm trân trọng hơn những gì mà tuổi thơ của ta đã từng có. Để biết rằng, dù đã 3 thập kỷ trôi qua, dù thị hiếu khán giả và độ phủ sóng của loạt phim đã ít nhiều thay đổi, dù một vài gương mặt đầy gắn bó nay đã không còn nữa, thì những gì đẹp nhất, những gì được coi là di sản, là huyền thoại của bộ phim vẫn luôn còn đọng lại và hiện hữu. Để ta biết được rằng ta vẫn yêu mến Power Rangers nhiều như cách mà ta đã từng yêu khi còn là một đứa trẻ. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin bên lề thú vị xoay quanh tập phim này nhé. Mặc dù là một tập phim kỷ niệm, nhưng đội hình Mighty Morphin Power Rangers không bao gồm Ming lại khá lộn xộn, với hai thành viên từ đội hình gốc là Jack và Billy, cùng hai thành viên từ đội hình thế hệ 2 là Rocky và Cat. Vì nhiều lý do, một vài diễn viên đã không thể góp mặt trong dịp đặc biệt này. Cụ thể có thể kể đến như Thủy Trang, vai Chini Kwan. Cô đã qua đời vào năm 2001 trong vụ tai nạn xe hơi. Once and Always chính là tập phim tri ân riêng dành cho cô. Austin St. John, vai Jason Lee Scott. Anh bị vướng vào bê bối về các vấn đề pháp lý hồi tháng 5 năm ngoái, từng bị bắt giữ và hiện tại đang bị quản chế. Cụ thể, anh nằm trong danh sách 18 nghi phạm bị tình nghi gian lận ít nhất 3,5 triệu đô số tiền của chương trình bảo vệ tiền lương cứu trợ doanh nghiệp nhỏ và người lao động để ứng phó với Covid-19. Amy Jo Johnson, vai Kimberly Anthart.
cô từ chối góp mặt vì không thỏa thuận được mức thù lao hợp lý với Hasbro. Jason David Frank vai Tommy Oliver. Anh đã qua đời vào tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên ở thời điểm này thì Once and Always đã đóng máy. Trước đó, anh từ chối góp mặt vì muốn tập trung cho dự án riêng của mình là Legend of the White Dragon, đồng thời tuyên bố ngưng hợp tác vĩnh viễn với thương hiệu Power Rangers do có những bất đồng, mâu thuẫn không thể hòa giải về phía Hasbro. Khi Alpha 9 kích hoạt giao thức Pandora, cái tên này được lấy cảm hứng từ mụ phù thủy Pandora, phiên bản gốc của Rita Repulsa trong G Ranger. Ngoài ra, lâu đài trên mặt trăng của Rita lấy tên là Pandora Palace. Trong trận chiến tại Nghĩa Trang, ngôi mộ mang tên Harvey Garvey đã bị Minotaur phá hủy. Nhân vật này chính là MC của chương trình The Harvey Garvey Show, từng xuất hiện trong tập Lights, Camera, Action ở Mighty Morphin Power Rangers Season 2. Annie, đồng nghiệp của Amelia Jones, Dino Fury Pink Ranger trong Power Rangers Dino Fury, đã xuất hiện trên Buzzblast khi cô đưa tin tức về sự đổ bộ của đám Puri. Yếu tố LGBT cũng khéo léo được đưa vào phim thông qua một cặp đôi được Minh giải cứu khi bị đám Puri tập kích. Những Rangers bị Rita bắt giữ thể hiện có các mô hình của dòng đồ chơi Lightning Collection của Hasbro. Song chỉ có mô hình của Jason, Kimberly và Tommy được che khớp, còn các Ranger còn lại vẫn để lộ rõ khớp action của dòng Lightning Collection, trông khá là mất thẩm mỹ. Tiếp theo, hãy cùng chúng mình điểm mặt những chi tiết tri ân mà bộ phim đã khéo léo cài cắm vào nhé. Hai phương tiện của Jason và Tommy được đậu ở bãi xe công ty Cranston, từng được họ sử dụng trong Forever Red và Dimensions in Danger. Chiếc xe bay của Billy có tên là Ratbug 2. Đây có thể được xem là phiên bản cải tiến của chiếc Ratbug năm xưa mà Billy sử dụng. Nghề nghiệp hiện tại của Rocky được xác định là lính cứu hỏa. Năm xưa, anh là tình nguyện viên của đội cứu hộ tại hồ Angel Grove. Ngoài ra, anh đã từng cứu một ngôi làng khỏi một trận phun trào núi lửa. Rocky đã thực hiện thành công cú đá xoay người. Được biết, đây chính là động tác đã từng khiến anh bị chấn thương, phải rút khỏi cương vị một Power Rangers trong phim chiếu rạp Turbo, A Power Rangers Movie. Khi nhận lấy Power Coin, Cat đã nói: "Tôi không quan tâm quá nhiều về việc nguồn năng lượng hồng có thể gây nguy hiểm tới mức nào." Trong tập Wild West Rangers ở Mighty Morphin Power Rangers Season 2, Zordon cũng đã từng cảnh báo Kimberly về điều tương tự, rằng quá nhiều năng lượng hồng có thể gây nguy hiểm. Trong một phân cảnh, ta được thấy Cat điều khiển một chiếc xe cần cầu. Xe cần cầu trong tiếng Anh có nghĩa là crane. Chi tiết này ngầm ám chỉ cho việc khi xưa cô từng điều khiển Pink Crane Ninja Zord. Sau khi trận chiến kết thúc, các Rangers từng bị Rita bắt giữ sẽ được đưa tới hành tinh Aquitar, quê nhà của Alien Rangers, để hồi phục. Cetria, một cư dân của hành tinh Aquitar, đồng thời là người yêu của Billy, cũng đã được nhắc tới. Ở cuối phim, Billy có đề cập đến việc mua quà lưu niệm cho Minh từ hành tinh Mirinoi. Đây là quê nhà của Maya, Yellow Galaxy Ranger. Adam và Aisha lúc này đang là thành viên của Space Patrol Alpha, một tổ chức có thể được xem là tiền thân của Space Patrol Delta trong Power Rangers SPD. Cả hai đang hoạt động trên hành tinh Sirius, quê nhà của chỉ huy Anubis Doggy Kruger, SPD Shadow Ranger, chiến đấu chống lại đế chế Trubian của Grum. Đây là một chi tiết khá thú vị vì sự kiện Once and Always diễn ra trước tập đầu tiên của Power Rangers SPD 2 năm. Ngoài ra, Bo và Skull cũng được cameo trên phim. Hình ảnh của họ được in trên một banner quảng cáo đồ ăn. Vậy, trên đây là tất cả những nhận xét, đánh giá của nhóm chúng mình về tập phim Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Cá nhân mình đánh giá, tuy tập phim chưa thực sự xuất sắc về mặt nội dung và giá trị bề nổi, nhưng bù lại đã làm rất trọn vẹn trong khoản tri ân những giá trị chiều sâu vốn có của chuỗi phim gốc, cũng như những nhân vật chủ chốt đã gắn bó với thương hiệu phim. Tập phim có giá trị xem lại tương đối cao, nhất là với những fan ruột của Mighty Morphin Power Rangers nói riêng và thương hiệu Power Rangers nói chung, bởi có rất nhiều những easter eggs được cài cắm để fan có thể từ từ khám phá sau mỗi lần trải nghiệm phim. Thông qua tập phim này, những fan trung thành có thể phần nào tìm lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp, rực rỡ một thời. Còn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về tập phim này? Hãy để lại bình luận để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. お前が最後だ。ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!